với cơ hình hết sức linh hoạt, phù hợp nhu cầu và ngân sách của mọi người. Vì vậy Musway M6 được ưa chuộng toàn thế giới, nó là điều tất nhiên. Chào các bạn, tôi là Trần Loan đến từ Musway Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cấu hình loa có thể phối ghép một cách hài hòa với âm ly kèm DC bán chạy nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia khác nữa, đó là Musway M6. Với công suất tới 6 kênh 105W, 8 kênh DSP, Musway M6 rất thích hợp với nhiều cấu hình cơ bản khác nhau. Nào chúng ta sẽ lần lượt điểm qua từng cấu hình nhé. Đầu tiên sẽ là kết hợp Musway M6 kéo hai cặp loa và sắp hơi. Với công suất ở 105W trên kênh với 4 kênh thì ta có thể dùng Musway M6 kéo hai cặp loa hạng trung như là Rainbow Soundline Pro SLC6.2 hay là Omnison Prima APK165. Hai kênh còn lại thì ta có thể để ở chế độ chập cầu, công suất lên tới 210W đủ để kéo loa sắp hơi Musway MQ108F. Hệ thống sẽ được cải thiện với hai cặp loa công suất lớn và sắp hơi sẽ đem lại một không gian sân khấu đầy đặn cho mọi vị trí trong xe. Lên xe bây giờ bạn sẽ không phải là nghe âm thanh phát ra từ loa nữa, mà ban nhạc và ca sĩ đang thể hiện ở chính táp lô phía trước. Chống ồn cánh cửa cho toàn bộ xe là điều đầu tiên, đều cần phải làm đầu tiên trước khi ngâm thấp một hệ thống âm thanh. Nó sẽ làm thùng loa, tức là cái bộ phận cánh cửa ấy, chắc chắn hơn và cải thiện rất là nhiều cho cái giải trung trầm vững chạc và đầy đặn hơn nhiều. Cấu hình thứ hai sẽ là phối ghép Musway M6 kéo active hai cặp loa hai way với các đôi tai khó tính và đòi hỏi âm thanh phải đồng đều toàn bộ xe. Đặc biệt là vị trí ghế lái thì cấu hình active cặp loa trước luôn là sự lựa chọn đúng đắn. Ta có thể tận dụng 4 kênh của Musway M6 kéo active hai cặp loa trước hạng trung như là Rainbow Soundline Pro SLC6.2 này, Audition Void K6 cùng hai kênh còn lại kéo passive qua phân tần cặp loa sau. Đường ra RCA rắc hoa sen của Musway M6 thì ta có thể dùng để đưa ra sắp gầm ghế như là ABT 10 inch AT10S hay là đưa ra âm ly kéo sắp hơi dạng Rainbow Diêm 2AB này, kéo sắp hơi Rainbow Soundline 10 inch. Cấu hình này thì hay được sử dụng khi khách hàng ngồi cả trước và sau xe, do hai kênh sau cũng được kéo bởi Musway M6 và có thể hiệu chỉnh thông qua điện DP được. Khi được kéo active trực tiếp cặp loa trên thẳng từ âm ly thì chất âm sẽ trong vắt và căng, âm hình căn chỉnh xuất sắc, có độ hội tụ cao khác xa với cả độ nhầy và đục tiếng khi mà chúng ta kéo qua phân tần. Chống ồn cho các cánh là điều cần làm ngay trước khi thay loa các bạn nhé. Cấu hình thứ ba là chúng ta sẽ ghép Musway M6 chập cầu kéo active ở một cặp loa hai way. Khi người lái là người hay nghe nhạc, các thành viên khác trên xe không có yêu cầu khắt khe về âm thanh thì cấu hình này sẽ là lựa chọn xuất sắc nhất. Tận dụng công suất lớn ở chế độ chập cầu tới 210W trên kênh để kéo hai kênh woofer loa cánh trước, loa tét sẽ kéo bởi hai kênh còn lại, công suất là 105W. Hai loa cánh sau sẽ được kéo bởi công suất màn và đường ra RCA của Musway M6 sẽ đưa tới sắp gầm ghế là AT10S hoặc là ra âm ly kéo sắp hơi như là Rainbow Diêm 2AB này, kéo Rainbow Soundline 10 inch. Cấu hình này thì hay được sử dụng nhất cho các đôi tai khó tính khi cặp loa trước được kéo căng đét bởi công suất chập cầu khủng. Loa sau thì sẽ phiêu nhẹ nhàng, tạo không gian rộng của âm trường và chất âm sẽ trầm sâu, uy lực của sắp hơi sẽ được phát huy tối đa. Đừng quên chống ồn thật chuẩn chỉ cho 4 cánh cửa nhé. Cấu hình cuối cùng mà ta có thể kết hợp của Musway M6 kéo active bộ sẽ là Musway M6 kéo active bộ loa 3-way. Khi người nghe cần chất trung âm trung thực thì hệ thống 3-way toàn bộ active đánh thẳng từ âm ly sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất. Toàn bộ 6 kênh công suất 105W mỗi kênh sẽ được dùng để kéo bộ loa 3-way trước như là Rainbow Soundline SLC6.3 này, Rainbow Germanium GLC6.3 hay là phối kết hợp giữa Audition Void K6 và Audition Prima. Lưu ý là các cặp loa nặng cần công suất cho woofer lớn hơn 105W thì chúng ta sẽ không nên dùng Musway M6 để kéo, sẽ thường bị hụt tiếng. Lúc này là lúc mà chúng ta phải dùng Musway M4+ với âm ly ngoài. Chúng tôi sẽ giới thiệu cấu hình này ở một cái clip khác. Hai loa cánh sau thì sẽ bật kéo bởi công suất màn và đường ra RCA của Musway M6 đưa tới sức gầm ghế là AVT AT10S hoặc là ra âm ly kéo sắp hơi như là Rainbow Diêm 2AB này, Beat 1 này hoặc là Diêm 1200 kéo sắp hơi là Soundline 10 inch này.
Với nhiều xe có kết cấu đặc biệt như là BMW hay là VinFast ấy, nó có loa sắp ở dưới gầm thì có thể dùng hai đường ra của Musway M6 đưa ra âm đi nhỏ gọn như là âm đi P2 này, kéo hai loa xuất chuyên cho BMW và VinFast dạng như là Rainbow IL-S8F BMW. Cái cấu hình mà phối hợp kết hợp với M6 này ấy, mà kéo bao quay active này sẽ được sử dụng nhiều nhất cho các đôi tai khó tính ở cái giải trung âm. Vocal đòi hỏi giọng cao thật tiếng này, trung âm dày dặn, loa sau phiêu nhẹ tạo không gian rộng của âm trường và chất âm trầm sâu. Với bất kỳ một cái cấu hình âm thanh nào ấy, thì trước khi mà các bạn nghĩ việc nâng cấp âm thanh thì việc cần làm đầu tiên nó sẽ là chống ồn thật chuẩn chỉ cho bốn cánh cửa. Việc cài đặt và căn chỉnh Musway M6 thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn ở trong một cái clip khác. Các bạn thấy đấy, với cấu hình hết sức linh hoạt, phù hợp nhu cầu và ngân sách của mọi người. Vì vậy Musway M6 được ưa chuộng toàn thế giới, nó là điều tất nhiên. Trên đây thì tôi đã giới thiệu với các bạn các cấu hình loa phù hợp với Musway M6. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Đừng quên ấn like fanpage và subscribe kênh YouTube của Capro nhé. Chào các bạn.